Rimario, Rimario, Zidane, vào. Trung Hiếu. Rimario, Rimario, Zidane, vào. Nó nhẹ nhàng nhưng nó hiểm hóc. Khi được tung vào sân thì chúng ta có thể thấy Rimario đã tạo ra áp lực về phía khung thành của Khánh Hòa như thế nào. 2-0 dành cho các thủ BKB Bình Dương. Sự thay đổi người chiến thuật rất hiệu quả của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Có vẻ như huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đã tìm ra điểm yếu nơi hàng thủ của Khánh Hòa.